thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi xuống thành phố Hà Giang. Vì ngày hôm qua thì em Xính cũng có gọi cho em Dương rằng là đang vướng mắc một số giấy tờ ở dưới kia để có gọi anh em xuống để giải quyết nốt cái số một số giấy tờ đang hiện tại đang cũng mắc vì bác sĩ cũng có cái yêu cầu ấy. Thì em Dương cũng có liên hệ với em quay phim để tiến hành đi xuống Hà Giang cũng hỗ trợ em Xính cũng như là cập nhật đến tình hình cháu bé dinh dưỡng để cho toàn thể các cô bác được biết. Hôm qua, vừa tối ngày hôm qua, trong ngày hôm qua thì em Dương cũng có đưa con của em Dương xuống Yên Minh để khám vì bé cũng bị ốm ấy. Vì nên là em Dương có đưa con xuống khám thì là hôm nay thì em Dương đi xuống đi xe máy xuống. Còn em quay phim thì cũng em quay phim thì sáng thì em đi sớm rồi. Sáng em có bắt xe ô tô đi xuống trước rồi. Em đi xuống trước để xem chỗ em Xính như thế nào vì cũng không cùng tuyến đường ấy cô bác. Nên là bây giờ em Dương sẽ đi xe máy đi xuống theo sau. Còn cụ thể như thế nào, tiền chi tiêu đi lại cũng như là đi xuống xem tình hình em Xính tiền ăn uống có còn hay không thì em Dương sẽ cập nhật đến toàn thể các cô bác sau, cũng như là những cái tiền chi tiêu mọi cái như thế nào thì em Dương sẽ ghi ở phần đầu video nhé cô bác nhé. Còn đây là cái cung đường mà đi xuống Hà Giang đây. Trước mắt cô bác đây là cái cây cô đơn, một cái vị trí mà check in của du khách có đến đây cũng rất là đông. Đây cô bác ạ, đây là cây cô đơn đây. Đấy có ở phía bên dưới gốc cây thì cũng có một số quán nước người ta dừng lại cũng như cái làm cái điểm dừng chân đây cô bác ạ. Đây hiện tại cũng có một số du khách nước ngoài, mặc dù cũng rất là sớm thôi, du khách cũng có đến đây và cũng có dừng chân lại để mà check in. Còn bây giờ thì do là em Dương hôm nay là cũng có đi xe cũng đi một mình. Còn em quay phim là sáng này em có đi sớm. Lúc nãy em cũng vừa em Dương cũng vừa mới xuống đến nơi thì có em Xính là tiếp tục ở đâu đến đâu Hà Giang ấy, thì em Xính cũng như là em quay phim là xuống đến nơi trước thì em cũng có gọi cho em Dương bác sĩ bảo được làm viên rồi đấy thì anh em sẽ đi hỏi về khi nào là vì cũng vừa mới làm việc tuần trước tuần này được làm viên rồi. Ở trước đấy thì khi mà lúc anh em đưa đi khám ấy, thì bác sĩ cũng có hỏi là em có nhu cầu là làm tiếp hay không, bởi vì là em là cũng từng suy dinh dưỡng nặng hết, cho nên anh em cho nằm viện. Con không bị ngoài nữa đâu. Hả? Chị Hà Quốc hả? Thế mà nó dễ giả nữa. Vì nó bây giờ mà thế là bình thường rồi, một ngày một lần là bình thường rồi. Thế không bị đi ngoài nữa tốt rồi. Đây các bác, hiện tại là cháu bé sinh dưỡng là đã được ra viện rồi nha các bác nhé. Cháu là được ra viện rồi. Đây hình ảnh của cháu đây, bây giờ nhìn cũng có da có thịt hơn một tí không? Cái giống như chị ấy, biết phúc phương rồi nhỉ? Đấy, nhiều gì. Còn trước là cháu là bị suy dinh dưỡng nặng và bị rối loạn tiêu hóa, cháu bị đi ngoài không đúng đấy. Với tôi ăn không ai chẳng đúng nhở? Cái gì? Được một tuần đấy. Được một tuần chứ nhỉ? Tao đúng tỉnh rồi mà. Đúng một tuần là người ta ra viện, cho ra viện là đúng rồi. Sản với tôi mà chẳng đúng. Nhớ ban đầu xuống là chưa nhớ được đâu. Xuống được một tuần là cái là bây giờ ngõ ngách ở trong viện là cũng biết hết luôn. Đây các bác, ngày hôm nay thì anh em cũng xuống đến đây và đi vào hỏi bác sĩ thì em quay phim là đi xuống trước em Dương bởi vì em Dương còn lo gửi con ở trên kia nên là em Dương đi theo sau xuống. Thì lúc em Dương xuống đến nơi thì em quay phim cũng có báo với em Dương là cháu bé được ra viện rồi. Vì là cháu là đủ ngày rồi đúng không? Xính vào là ở được bao nhiêu ngày rồi? 6 ngày. Ở được 6 ngày rồi đúng không? Cái tính là được một tuần rồi đấy.
thì cháu là cũng hiện tại là cũng đã được ra viện rồi đấy. Và theo anh em cũng có hỏi bác sĩ và xem tình hình của cháu bé hiện tại như thế nào, thì hiện tại thì cháu bé cũng đã ổn định dần rồi, cũng cái bị rối loạn tiêu hóa thì cũng đã không bị nữa, cháu cũng khỏi luôn rồi, không bị đi ngoài nữa đâu đúng không? Một ngày đi một lần thôi đúng không? Đấy, bây giờ là rối loạn tiêu hóa là cháu không bị nữa rồi, và ăn cơm mà cháu cũng ăn ngon rồi đúng không? Ăn nhiều không? Ăn bình thường rồi đúng không? Đấy, thì cháu cũng ăn bình thường rồi nhá các bác nhá. Đấy, thì hiện tại cháu là vẫn phải trong quá trình điều trị nhưng mà sẽ là tại nhà. Ở bác sĩ cũng có lấy thuốc cho em Xính mang về để cho con uống. Thì cái cách uống thì bác sĩ nói là em biết rồi đúng không? Có biết rồi đúng không? Đấy, bác sĩ cũng nói rồi thì em Xính cũng biết rồi. Thì em Dương cũng không nhắc lại nữa, cũng tránh là dài dòng. Nhớ là về cho con uống đúng thuốc giống như bác sĩ nói nhá. Và thêm nữa là bác sĩ cũng có nhắn là về thì nhớ là cho con ăn uống đầy đủ và có thêm sữa, thì sữa hiện tại là cũng có, vẫn còn đúng không? Sữa là hôm trước mua là vẫn còn đúng không? Đấy, sữa của con uống thì vẫn còn này, thì anh em sẽ không mua nữa. Còn tạm thời thì tí nữa anh em sẽ đưa cháu bé đi ăn. Cháu bé đi ăn và đấy thì sau là vì là bây giờ vẫn còn đang chờ xe. Đến tận giờ chiều, đầu giờ chiều mới có thôi. Thì em Dương mới đưa hai bố con lên trên công viên này, lên trên này chơi để cũng như là tìm chỗ trú nắng một chút. Thì tí nữa em Dương sẽ đưa hai bố con đi ăn cơm. Sau đó thì em quay phim sẽ cùng với lại em Xính là bắt xe đi lên trên kia. Còn em Dương là lúc nãy như ban sáng em Dương nói rồi, em Dương là có đi xe máy. Bây giờ để mà chở xe máy thì ba người là đi không được. À không phải ba người mà bốn người, cả bạn này đã đi xe máy đi không được. Thì sẽ cho em quay phim là dẫn em Xính đưa hai bố con đi về. Và thêm một chuyện nữa là vì là đấy, hiện tại là cháu bé là cũng đang trong thời gian như thế này, thì mặc dù không còn nghiêm trọng như trước nữa. Đây cô bác có thể nhìn thấy đây, cháu bé hiện tại là cũng đã có da có thịt hơn và nhìn khỏe khoắn hơn và cũng hay cười hơn rồi nhé. Bye bye. Biết yêu đời hơn và biết chào mọi người rồi. Đây, như ngày trước, những thước phim đầu tiên em Dương chia sẻ thì bây giờ cô bác không tìm thấy xương sườn của cháu rồi cô bác nhá. Đây, xương sườn của cháu bây giờ là không nhìn thấy nữa rồi. Bụng nhà vẫn hơi to bởi vì là cháu là vẫn chưa khỏi hẳn mà cô bác. Bụng này vẫn chưa đỡ mấy. Là sẽ phải điều trị dần dần thôi thì cháu mới khỏi hẳn được. Cần thời gian lâu dài thì về nhà thì sẽ tiếp tục là mua đồ ăn thức uống cho em. Thì qua đây thì em Dương cũng xin được trích cái quỹ của cái chữa bệnh cho cháu bé sinh dưỡng này, thì trích ra 500 ngàn gửi cho em Xính về nhà mua chút đồ về nhà này, cũng như là mua thịt mà mua đồ ăn cho con nhá. Nhớ chưa? Đấy là trích cái quỹ chữa bệnh của con này là cho em 500 nghìn để về còn chữa bệnh, mua đồ ăn cũng như là sắm sửa đồ trong nhà cho con nhá. Đấy, bởi vì là anh em là sợ những lúc là không vào được ấy, trước mắt thì cứ đưa cho em trước là 500 nghìn, còn về sau những cái khoản khác thì lúc nào anh em vào thì sẽ tiếp tục là mua vào để cho cháu. Còn cái này thì em Dương sẽ gửi cho em Xính để em có thêm tiền chi tiêu trong gia đình, vì em cũng xuống nó thật sự ra là bà con ở trong nhà thì cũng không biết lấy đâu ra tiền đấy các bác, nên là mong là các bác cũng hết sức là thông cảm. Còn tí nữa thì vì ở trên này thì không ở xa bến xe ấy, thì lát nữa sẽ cũng tiếp một lần nữa là thuê xe taxi từ trên này đi xuống dưới bến để bắt xe lên. Đấy, còn trong quá trình đi đường thì có em quay phim lo cho, thì cũng cô bác hãy yên tâm, từ ăn uống cũng như là đi xe thì có em quay phim đi cùng rồi. Em Dương là hôm nay là đi xe máy xuống thì cũng không đi cùng được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em Dương đấy, hôm nay em Dương là chuẩn bị ở trên kia lo trên kia, nên là cũng nhỡ xe không kịp chuyến thì nếu mà chuyến muộn thì lại muộn quá thì lại không xuống đến nơi, thì lại anh em lại sợ lại không đến lúc đấy là không kịp xe lên đó. Thì anh em cũng cập nhật với tên phải anh em cũng có cập nhật với toàn thể các bác là như vậy. Đấy, tình hình của cháu bé, cháu là hiện tại là cũng khỏe hơn rất là nhiều rồi nhá các bác nhá. Mừng không Xính? Vui không? Hả, dừng xe gì? Dừng xe dừng xe à? Ôi
Đấy, bây giờ con cũng được ra viện rồi thì về nhà cố gắng cho con ăn đầy đủ rồi nhá. Uống sữa các thứ. Sữa hộp là vẫn còn mà đúng không? Đấy, cả sữa hộp rồi cả. Tiền này nhớ mua thịt cho con ăn nhá. Ừ. Nhưng mà không phải ăn mỗi thịt thôi nhá, mà cho ăn cả rau nữa đấy. Thấy chưa? Ăn uống đầy đủ vào. Ăn rau ăn thịt à. Đấy. Cái này cũng không nhiều, xong là lúc nào bọn anh về nhà, xong là lúc nào bọn anh vào thì bọn anh lại mua cho nhá. Thôi còn bây giờ thì anh em đi ăn cơm đã nhá. Đấy, chắc là bây giờ thì em Dương sẽ dẫn hai bộ con anh em đi ăn cơm. Và em Dương xin nhắc lại một lần nữa là về cái khoản tiền chi phí đi lại thì có em quay phim cũng có bắt xe đi lại đấy, thì cũng đi cùng với lại hai bố con nữa thì sẽ là giảm vé xe cho em quay phim cùng với lại hai bố con thôi. Còn là tiền xăng xe đi lại của em Dương thì cái đấy là em Dương tự chi, nên là cô em Dương phải nói rõ như thế cho cô bác hiểu đấy, là xăng xe đi lại thì em Dương tự chi đấy. Còn đấy, bây giờ thì đưa hai bố con đi ăn đã nhá. Rồi đi. Anh em cũng khó vừa mới đưa em Xính hai bố con đi ăn cơm trưa đi ăn về, nhưng mà giờ vẫn đang phải chờ xe thì cho hai bố con ra đi chơi đã. Con này là con gì hả Xính? Hả? Biết con này con gì không? Hả? À, con ngựa. Hả? Con ngựa đấy. Con ngựa à? Ừ. Em bé biết con này không em bé? Hả? Chưa biết nói nhỉ? Chú 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 chú. Lại không cười rồi. Chú chú chú. Chú chú chú. Em bé bây giờ là ăn được nhiều hơn rồi bác. Đấy, ở đây là có những cái con vật đây này, bằng đá kìa. Đấy, bên kia là có con rắn này. Con này con dê à? Đây, con dê thì phải. Và có một cái mà chắc chắn là Xính sẽ, em Dương nghĩ chắc là Xính chưa biết đâu. Ở bên này là cái cột mốc km số 0. Cái chỗ này là mà mọi người đi du lịch thường hay ra đây chụp ảnh rất nhiều đây. Đấy, có các cô cũng đang chụp bên kia. Thấy chưa? Đi chụp ảnh không? Hả? Hai bố con đi chỗ kia chụp ảnh, anh chụp cho. Đi không? Đi không? Tí nữa đi, cho các cô kia chụp đã. Xính biết cái này cái gì không? Hả? Biết cái này cái gì không? Hả? Chụp bao này. Máy bán hàng tự động. Này mua nước thì đấy, cho tiền vào đây để mà mua. Mà không phải cho tiền vào đây là không phải tho tay vào đây lấy được đâu nhá. Đấy, phải cho tiền vào đây này. Ví dụ như này là hay uống nước gì không anh mua cho? Không. Hả? Uống nước gì không? Lấy xúc xích cho em bé ăn nhá. Em bé ăn không nhỉ? Cái này nhá. Nó gì nào? Hả? Nó gì nào? Đây. Đây. Vậy đây có bác nghĩ là các cháu ở trên kia xuống ấy thì chắc chắn là sẽ không biết những cái này đâu. Và ngay cả bạn Xính luôn, hay là đi ok rút tiền ấy, thì các em cũng không biết đâu. Nên phải cho tiền vào đây này. Ví dụ cái này là 10.000 thì phải cho tờ 10.000 vào. Thế thì bấm cái số màu xanh xanh đây này thì mới được đây này. Đấy. Ố. Không được, phải vuốt nó phẳng phẳng vào. Nó không nhận tiền đấy. Nó không ăn tiền. Bật cười lắm. Nó không ăn tiền của mình rồi. Cho nó lấy lại này. Buồn cười nhỉ. Mình cầm cái này cho anh cái. Phải quá. Nó không nhận tiền chứ. Buồn cười thật. Tiền nó hơi nhăn nhăn một tí là nó không nhận rồi. Hay lấy nước sữa cho con hay ăn bim bim? Hay ăn xúc xích? Ăn xúc xích rồi. Ăn xúc xích rồi à? Ừ. Lấy đi mà. Được rồi. Bây giờ lấy cái số 33 này nhá. Thì bấm số ở đây. Không muốn ngăn đáy hết hàng à? À không được nhỉ. 34 này. Đây. Ồ, không rơi này. Sợ một sản phẩm. Chúng ta đã gặp sự cố. Và ngăn đáy hết hàng là như này nhỉ? 35. Rơi rồi này. Đấy, lấy bên dưới này. Ô, rơi.
rồi chẳng ai chú ý. Đừng lái luôn, cái máy có sự cố, đừng lái. cái này còn đã thò ra rồi như này. Cái gói này nó hay lây lỗi lắm. Này cho em bé này. Em bé này. Hôm nay bạn này được nhiều lộc lắm cô bác ạ. Hôm nay được ra viện này được nhiều lộc lắm. Cái này cho em bé này, cái này nữa này. Cái này. Ngang lại. À cười á. Không cho. Chí bụ. Này, đây. Được rồi, đi. Đi. Đấy. Đi hai bộ con ra kia chụp ảnh anh chụp cho. Thích rồi, đang chờ xe tí nữa được về với mẹ rồi nha. Ừ, nhớ mẹ không? Nó tìm nằm ở viện là con tìm mẹ không? Không. Không tìm á? Chắc không nhớ cái gì cả. Không nhớ cái gì đâu. Ừ. Cũng không nhiễu luôn. Ừ. Thế bình thường là con là hay ở với em hay là ở với vợ? Đó nhẹ to, nó chỉ to. Con đi chỉ lắm ha. Ở với ai cũng được. Ừ. Tới đây đi. Đây đi, đây anh chụp nó, đứng ở đây, hai bố con đứng ở đây. Đây đang tranh thủ là cái thời gian là anh em chờ xe thì cho hai bố con ra đây chụp ảnh làm cái kỷ niệm. Đấy, đứng ra đây, để phải lấy cái cột mốc này mới phải chứ em. Đấy. Nhìn ra đây này, em bé. Ra đây. Cười lên nào. 2, 3. Được rồi, chuyển cánh đi, chuyển đây. Nhìn con, đúng rồi em nhìn con, đấy. Hơi tối nhỉ. Được rồi. Đấy, nhìn con nhá. Rồi, một cái nữa nào. Ok. Được rồi đấy. Thế nào. Ảnh đẹp luôn, hai bố con nhìn trắng mũm mĩm luôn. Đây cô bác, anh em chụp ảnh cho hai bố con đây. Lên đây này, lấy mấy cảnh, mấy ảnh này. Phải nói để những cái dịp mà cho các cháu hay là cho hai bố con ra đây thì cũng khá là hiếm ấy. Em đứng dịch ra một tí hay là đứng cái này đi. Đấy, cái này đúng rồi. Thì anh em cũng muốn tranh thủ là cho hai bố con cũng được ra viện vừa khỏi ốm rồi, cho hai bố con được đi chơi một chút. Nào, nhìn ra đây. Đây, ok. Được rồi. Xính là tuổi con gì? Hả? Xính là tuổi con gì? Hả? Ủa, chị sống này. Hả? Ủa, chị sống này. Ủa, cho sông. Hả? Cho sông à? Ừ. Ở đây có con hổ không nhỉ? Cho xính. Đâu? À, đây chứ. À, đây con rồng. Con này nhỉ? Đấy, cho xính... cho xính sụp chụp với con hổ luôn. Ờ kia. Em bé là tuổi con gì nhỉ? Sao nhỉ, nhỏ cho xong đấy à? Hả? Nhỏ cho xong đấy à? Ồ, hai bố con cùng một tuổi á? Ừ. Ờ, con cũng là con tuổi con hổ à? Thế đi đây cho hai bố con ra chụp ảnh bên này. Đây. Đấy. Mấy con hổ này nó lạ nhỉ, nó không biết đi cơ nhỉ. Phải không? Nó không biết đi bộ cơ. Đây. Đấy, đây. Đúng rồi, góc này được đấy. Đi ra kia. Quay mặt ra đây. Nhìn ra đây nhá, 2, 3, được rồi. Đặt con lên lưng hổ nào. cho con cưỡi hay là cho con ngồi đây? Nó ngồi không nhỉ? Hay cộc đầu vào đâu, đây không? Ngồi trên này không biết ngồi đâu nhỉ? Không biết ngồi đâu, cho ngồi đây được không? Em bé xúc xích con lên, mở xúc xích cho con ăn. Hả? Đấy, xong em ngồi bên cạnh luôn. Đấy, được chưa? Giữ con nhé. Được không? Ừ. Cẩn thận nhá. Đây. Nào, 2, 3. Được rồi. Ok.
Mệt quá. Mệt quá. Vừa ăn cơm no xong là trong bây giờ cũng không muốn ăn thì sao đúng không? Thôi được rồi. Đấy thì hôm nay anh em cũng có xuống đón hai bố con, cũng nhân tiện là đang chờ xe thì có đưa hai bố con lên trên này chơi một lúc. Rồi bây giờ thì các anh em cũng có đưa hai bố con đi xuống dưới kia để tiến hành bắt xe về nhé cô bác nhé. Đây các bác, hiện tại thì anh em cũng đã lên trên Mà Vạc rồi. Ban nãy là do là lên đến trên này thì cũng trời cũng tối rồi ấy. Hiện tại cũng đang là 6:30 rồi. Ở trên này hiện tại cũng trời tối rất là nhanh, tầm 6 giờ nó đã tối rồi. Thì anh em cũng vừa mới đến Mèo Vạc thì ban nãy vì vội thì em Dương cũng không quay phim ghi hình. Em Dương cũng có tìm được xe và bảo em tức là bảo em Xính ấy, em Xính là cũng có gọi được người nhà ra đón hai bố con ở trên Mèo Vạc đi rồi. Anh em cũng có đấy, bảo em Xính là có lấy cái tiền đi mua đồ ăn về cho con ấy, thì cũng có chuẩn bị xong rồi nhé. Em Xính bắt xe về nhà đấy các bác nhé. Còn đây là một số cái chi phí hôm nay anh em cũng có mua cho đi lại đây. Đây vé xe cho em cameraman từ Mèo Vạc đi xuống Hà Giang là 120.000 này. Rồi là vé xe ra bến, tức là anh em bắt taxi cho đưa em cho em Xính với lại cùng với lại em cameraman đi ra bến để bắt xe lên ấy, thì là 95.000 này. Ăn cơm trưa là 150.000, đưa cho em Xính là 500.000. Thì ở những cái thức ở cô bác cũng là xem ở đoạn đầu thì em Dương cũng có cho rồi đấy, là 500.000. Vé xe lên hai người là em quay phim và em Xính là 240.000. Mua nước uống để lên xe là 40.000. Tổng chi tiêu đi đón em Xính hai bố con đi ra viện là 1.145.000 ạ. Cái quỹ của nhà em Xính ngày trước vẫn còn dư là 11.135.000, trừ đi 1.145.000 thì còn dư lại là 9.990.000 nhé các bác nhé. Hiện tại cái quỹ của em vẫn còn dư là 9.990.000. Vì là cháu bé là bị suy dinh dưỡng, cần phải điều trị lâu dài, thì với cái số tiền này thì anh em sẽ tiếp tục mua thuốc hàng tháng cho, vì là còn mua một ít thuốc bổ này và một số cái loại vitamin cũng như là cái cho bé ăn ngon ấy, và mua sữa cho các cháu thường xuyên. Thì do là hôm nay lên cũng rất là muộn rồi thì anh em không kịp mua, thì sẽ để những cái thước phim sau thì em Dương sẽ mua vào cho cháu bé suy dinh dưỡng để cho cháu ngày một khỏe khoắn hơn. Đấy là cũng một lần nữa xin em Dương xin thay mặt gia đình nhà em Xính cũng như là cháu bé thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em Xính đưa con đi ra viện để thăm khám cũng như là điều trị ở dưới kia để cho cháu có sức khỏe tốt hơn. Rất chân thành cảm ơn các cô bác. Xin được kính chúc toàn thể các cô bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát tài phát lộc ạ. Do là hiện tại thì cũng trời cũng tối rồi. Đây các bác cũng thấy là hiện tại cũng đang 6:30 rồi. Em Dương còn đưa thằng cò đi về nữa, chắc em Dương cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.